bên đổ xe cho anh. Chào anh em AB125 à. Giới thiệu với anh em có Quỳnh bảo dưỡng cái nồi Thái. Cái xe này thì đã bị tình trạng có làm nồi rồi, chạy yếu và rung nha. Thì cho anh em coi sơ qua phần cái nồi cũ rồi mình đem đi với anh em có Quỳnh cái nồi mới nha. Thì cái nồi cũ chủ xe bị tình trạng là vớt chuông nè, chuông bị vớt chuông ha, đó, vớt chuông với lại là khoan chuông, khoan rất là nhiều lỗ nha. Đó, nó bị tình trạng là tuột nồi với lại chai bố nha. Rồi, bố thì bị mòn chai rồi không còn độ bám nữa. Anh em thấy không? Khoan chuông thì dẫn đến tình trạng là lì bố và chai bố mòn hết bố nha. Phần kẹp trượt của chủ xe thì bị mòn hả miệng lớn rồi, không còn cái độ tròn nữa ha. Đó. Rồi. Cái lò xo thì nó bị là lúng xẹp nha, lúng yếu rồi. Cặp nhôm nồi chủ xe thì nó bị mòn và bị vớt qua rồi nha, không còn cái độ phẳng độ tròn nữa, thấy không? Bị vớt mỏng hết rồi. Đó. Phần cái rãnh bi bị mòn và chân bị teo lại ha. Đó, mòn quá nhiều rồi. Con này chạy anh thấy được quá nhiều rồi nha ha. Rồi. Có hình cái nồi mới sẽ đi chủ xe của mình là full nồi Thái gồm bằng chuông nồi zin Thái nè, với xung quanh trắng đẹp ha, full mới chủ xe bao mới cho anh em đi full lại cho anh em là 3 bố Thái 1 2 3 full bố Thái nha, mình không dán bố nha, đi thay full cùng mới luôn đó. Phần cái cặp nhôm nồi sẽ đi cặp nhôm nồi zin Thái, hai nhôm nồi zin Thái nha, trắng đẹp cực kỳ nè, full mới chủ xe đó, quá đẹp. Đi full lại cho anh em là 3 cặp trượt zin Thái mới cho nhau ha, full mới chủ xe và thay là chủ xe là lò xo trụ nồi sau nha, đó bao mới cho anh em. Anh em mà muốn làm có bình bộ nồi chiếc AB125 thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam, mình sẽ lên cho anh em một nồi mới nha, chạy bao bền nhẹ xe. Rồi, chào anh em. Chào anh em AB125 ha. Giới thiệu với anh em có bình ráp với bộ nồi Thái. Con này thì mình đi chủ xe là full nồi trước nồi sau zin Thái nha. Đầu tiên anh em sẽ cho 6 bi bando Nhật vô phần cái chén bi. Bi thì nó có hai chiều, anh em để cho đít nằm dưới nha, đánh lên khỏi mòn bi của anh em. Rồi, anh em cho cái trượt nồi vô. Đó. Cái trượt này sẽ thay vào trượt zin Thái mới. Rồi mình tiến hành là cho ắc nồi vô, ắc nồi mình cho một ít mỡ bò chịu nhiệt nha. Đó, vô phần cái bộ nồi trước. Rồi cho cái phần cái chén bi vô cốt nồi trước nha. Rồi tới cái phần cái dây cura thì nó có hai chiều, anh em để chiều chữ nằm ngoài nha. Tới cánh hoạt nồi nha, cánh hoạt nồi mình sẽ đi là cái lồng đền lớn và tán nồi trước nha. Lồng đèn nồi trước thì nó dày hơn lồng đèn nồi sau, rồi tới cái tán bự trước nha, tán bự nồi trước. Mình tiến hành là bắn cái phần cái nồi trước rồi mình sẽ cho phần nồi sau vô. Rồi tiến hành là bắn cái cụm nồi sau, rồi mình sẽ cho phần cái bộ nồi sau vô. Nồi sau mình đi full nồi Thái, không có đi dán bố nha. Rồi tiến hành là cho phần mỡ bò chịu nhiệt của phần cái bu ly nồi sau để nó nuôi bu ly cho anh em ha. Đó, full mỡ bò chịu nhiệt. Rồi tiến hành là cho phần cái Yakura vô. Rồi tiến hành là cho phần cái nồi Thái sau vô nha. Nồi mình đi full bố Thái luôn, không đi bố dán nha, full Thái. Rồi tiến hành là cho phần chuông nồi zin Thái vô, chuông mới chăm chăm ha. Cho lồng đền mỏng nồi sau, tán nồi sau vô, bắn cái nồi sau. Và mình tiến hành là upload nồi và test cho anh em coi có hình bộ nồi Thái chiếc AB125 nha. Cái này là bao lực bao bóc ha. Mới là cùng là Thái bên độ xe nhẹ lên Thái chạy bền nhẹ xe không bị tình trạng là giật nha. Cái nồi cũ là nồi khoan chuông, mình bỏ mình đi lại của nồi Thái nha, bao mạnh cho anh em ha. Đó, em đâu nha, không bị tình trạng lúc đầu không bị tình trạng lúc đầu nha, em đâu nhẹ nhàng thì bao cho anh em chạy là rất nhiều năm nha, tại thay phun trước rồi sau phun Thái luôn, đi bi ba đôi Nhật nha. Đó. À, dạo nhẹ để cho anh em tham khảo phân bộ Thái bên đồ xe nhà mình. Sao nhẹ nhàng cho anh em nhìn Thái luôn, chạy bao bờ. Anh em mà tranh thủ qua sớm là xong sớm nha, thì bên mình thì rất nhiều xe thì sợ là không kịp cho anh em ha. Đó, tối mình sẽ em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha, mình bao làm cho anh em một đôi chạy thôi nhẹ xe. Rồi, cảm ơn anh em AB125 ha. Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ nha. Mình làm AB110, 125 và 150 nha. 160.